cả gia đình Cuội và Anna cùng đi chơi vườn trẻ đấy. Vườn trẻ thật cao, thật cao. Đúng rồi, trò chơi đầu tiên mà gia đình Anna chơi đó chính là trò chơi ô tô leo dốc nha. Các bạn ấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh Anna với cả Cuội nha. White as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. Children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Do trời mưa quá nên gia đình Anna chơi trò chơi bị gián đoạn rồi. Hẹn các bạn vào buổi tối nha. A few moments later. Buổi tối đã đến rồi. Anna và Cuội lại tiếp tục với các trò chơi cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, nhớ đăng ký để ủng hộ anh em mình nha. What does the lamb love Mary so? Mary so, Mary so. What does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary? Hạt cát nhá. Các bạn ơi, đây là hạt cát, trò chơi xung cát. Chị quên gần cho các bạn xem máy làm cát nha. Đấy, máy xúc cát này. Wow, wow, tốc độ xúc cát của Anna rất là nhanh luôn. Thế là hết rồi, cát chảy xuống dưới hết rồi. Từ xe bắt đầu là mình chở cát đi đến chỗ máy nghiền cát nhá. Đấy là xe cát của Anna đã đầy rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ Anna kéo xe cát đến chỗ máy nghiền cát nha. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi. Wow. Xe rất là to. Rồi, Anna đang đẩy ra chỗ máy xay cát á. Xe xuống dốc đây là tí nữa là đổ hết các bạn ạ. Ô, Anna đẩy ra đấy à. Cái bát đây để xúc đúng không? Các bạn nhớ ấn đăng ký, ấn vào cái chuông để nhận thông báo mới Anna với cả Cuội nha. Ha ha ha.